trân trọng giới thiệu sự có mặt của giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Nhung. Hôm nay rất là lâu. Dạ, khó khăn thì tất nhiên là có, nhưng mà cái thầy cô ở đây, các chị ở đây rất là nhiệt tình, hỗ trợ rất là hết mình cho em. Em thấy rất là vui vì nói chung là cũng hoàn thành được khóa học nè. Rồi em có thể là ra mở tiệm luôn rồi, tại vì cái tiệm của em là đang trong quá trình mở luôn. Cũng nhờ kiến thức của Sim mà em mới có được ngày hôm nay.